Bảng đấu và lịch thi đấu CAN Cup 2019. Giải vô địch bóng đá châu Phi CAN Cup 2019 diễn ra tại Ai Cập từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7 tới đây, là giải đấu lần thứ 32 được Liên đoàn bóng đá châu Phi CAF tổ chức. Khác với các lần trước, số đội tham dự đã được tăng lên thành 24, thay vì 16 đội như trước. Theo kết quả bốc thăm, 24 đội bóng tham dự với 4 nhóm hạt giống sẽ được chia thành 6 bảng với mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng với 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 16 đội. Theo kết quả bốc thăm, bảng D CAN Cup 2019 được đánh giá là tử thần với sự góp mặt của Morocco, bờ biển Nga, Nam Phi và Namibia. Trong số những cái tên kể trên có đến 3 đội từng vô địch châu Phi là Morocco, bờ biển Nga và Nam Phi. CAN 2019 là lần đầu tiên giải vô địch các quốc gia châu Phi được mở rộng cho phép 24 đội tham gia. Các đội được xếp vào 6 bảng đấu theo thứ tự từ A tới F. Kết thúc vòng bảng, hai đại diện đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé tham dự vòng knockout. Ngoài ra, 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng giành vé đi tiếp. Năm nay cũng là lần đầu tiên CAN được tổ chức vào mùa hè thay vì đầu năm như thường lệ. Theo lịch trình, giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 tại 6 địa điểm tại 4 thành phố khác nhau ở Ai Cập. CAN Cup 2019 được tổ chức vào mùa hè tạo nên hứa hẹn một mùa hè sôi động không kém gì các giải đấu châu Âu như Euro. C chia thành 6 bảng với mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng với 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 16 đội.